Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Chusmart. Hôm qua, ngày 3 tháng 6, Apple chính thức ra mắt phiên bản iOS 13 tới người dùng trên toàn thế giới. Và trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu xem trên phiên bản iOS 13 Beta 1 có những điểm gì mới nhé. Và chúng ta cùng bắt đầu video ngay thôi nào. Ok, thì đầu tiên, những cái thiết bị mà sẽ có thể trải nghiệm được phiên bản iOS 13 Beta 1 này là những thiết bị iPhone đang sở hữu con chip Apple A9 trở lên. Tức là những thiết bị iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus, iPhone 7 sẽ được trải nghiệm phiên bản iOS 13 này. Còn đối với những bạn nào đang sử dụng phiên bản iPhone 5S hay iPhone 6, 6 Plus thì mình xin rất tiếc chia buồn với các bạn, đó chính là cái phiên bản iPhone của các bạn sẽ không thể nào cập nhật lên phiên bản iOS 13 Beta mới nhất này. Và cái tính năng đầu tiên mà trên phiên bản iOS 13 chúng sẽ có đó chính là tính năng Dark Mode. Tính năng này mình nghĩ người dùng đã chờ rất là lâu rồi. Thì cái tính năng này chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh được cái iPhone của chúng ta từ một phiên bản iOS màu trắng trở về màu đen nhìn rất đẹp. Bên cạnh đó, trong cái phần cài đặt của chúng ta, các bạn có thể tùy chỉnh bằng tay hoặc các bạn có thể tùy chỉnh auto, tức là mỗi khi buổi sáng đến thì các bạn có thể chỉnh cái phiên bản iOS chúng ta trở thành phiên bản màu trắng này, mà mỗi khi buổi tối tầm 6 giờ tối thì cái phiên bản iOS chúng ta nó sẽ tự động chuyển về màu tối nhìn rất hay. Hoặc nào các bạn có thể tùy chỉnh nhanh hơn rất nhiều khi các bạn có thể kéo thanh control center xuống. Thì ở trong phần điều chỉnh line ở đây, các bạn sẽ có một cái tùy chọn nhanh, đó chính là cái tùy chọn sẽ giúp chúng ta tùy chỉnh biến cái chiếc điện thoại chúng ta thành trở nên dark mode. Ở trên phiên bản iOS 13 beta chúng ta thì cái Face ID chúng ta mình có đọc được ở trên Apple, người ta có ghi là cái Face ID chúng ta nó sẽ nhận diện nhanh hơn 30%. Thì khi này chúng ta sẽ có một cái tốc độ nhận diện phân bản nhanh hơn rất là nhiều. Điều này mình nghĩ sẽ có lẽ hữu ích đối với những bạn nào đang sử dụng cái những cái iPhone X trở lên. Một điểm nữa ở trên phiên bản iOS 13 đó chính là khi bạn cập nhật thì máy chúng ta nó sẽ có một cái tốc độ xử lý nhanh hơn đến 50% so với phiên bản iOS 12. Và bên cạnh đó, chúng ta có thể tải app nhanh hơn rất là nhiều vì khi này cái dung lượng app của chúng ta đã được thu nhỏ xuống còn 50%. Những cái phiên bản cập nhật trên bản phần mềm mới chúng ta nó sẽ nhỏ hơn 30%. Thì khi này việc cập nhật app tải game tải cho chúng ta sẽ nhanh hơn rất nhiều khi mà các bạn đã cập nhật lên phiên bản iOS 13. Cái tính năng tiếp theo ở trên phiên bản iOS 13 mà mình nghĩ những cái app bên thứ ba có rất là lâu rồi, đó chính là tính năng vuốt ở trên bàn phím. Tính năng này mình nghĩ sẽ phù hợp hơn đối với những bạn nào đang sử dụng tiếng Anh để gõ, bởi vì cái bộ gõ này mình nghĩ hiện tại nó sẽ chưa có thể nào mà tương thích đối với những bạn nào mà đang sử dụng cái bàn phím Telex hiện tại. Tuy nhiên thì những cái tính năng này nó sẽ phù hợp hơn đối với những bạn nào đang sử dụng bên nước ngoài, thì mình cứ tổng hợp vào cho các bạn biết nhé. Ở trên phiên bản iOS 13 Beta 1, Apple không thay đổi nhiều lắm đối với những ứng dụng mặc định, chỉ duy nhất có những cái app như app nhắc nhở này, Apple Maps thì người ta đã sửa lại một chút giao diện để cho nó phù hợp hơn. Thì khi này mình nghĩ trong tương lai Apple sẽ sửa đổi nhiều giao diện hơn trong các phiên bản beta tiếp theo nhé. Cái điểm mới tiếp theo ở trên phiên bản iOS 13 mà mình nghĩ Apple nên làm từ rất là lâu rồi và cuối cùng nó trở thành hiện thực, đó chính là phiên bản iOS 13 chúng ta đã thay đổi lại cái thanh điều chỉnh âm lượng nhỏ hơn, nhìn phù hợp hơn rất là nhiều, không còn cái thanh điều chỉnh âm lượng to đùng vô duyên mà mỗi khi chúng ta bấm ở trên màn hình nữa. Một trong những thay đổi mà mình nghĩ Apple nên làm rất là lâu rồi đó chính là bảo mật thông tin người dùng. Thì khi này người dùng chúng ta sẽ có một cái bảo mật thông tin nó rất là nhiều, nhưng cái tùy chỉnh can thiệp sâu của app bên thứ ba thì Apple đã cho người dùng có thể chỉnh sai được hơn một cách triệt để hơn rất là nhiều các bạn ạ. Trên phiên bản iOS 13 beta trên iMessage, người dùng có thể sử dụng Memoji như ảnh đại diện. Apple bổ sung tính năng hàng loạt Memoji mới, đồng thời cho phép sử dụng Memoji như sticker trên iMessage, mail hoặc ứng dụng từ bên thứ ba như là WeChat, Facebook. Hàng loạt những ứng dụng mặc định ở trên iOS như Remember, Note, Mail hay là Apple Maps đều được làm mới hơn rất là nhiều. Chẳng hạn như Mail bây giờ các bạn có thể có giao diện giống như desktop, trong khi Map được làm lại hoàn toàn với nhiều dữ liệu hơn và một chế độ khám phá các địa điểm dạng 3D giống hệt như Google Street View. Và vừa rồi mình đã tổng hợp lại tất cả những điểm mới có ở trên phiên bản iOS 13 beta mà Apple đã chính thức ra mắt vào tối hôm qua. Không biết mình còn nói thiếu điểm nào hay không, các bạn có thể comment xuống bên dưới nhé. Và các bạn hy vọng sẽ có cái điều gì mới ở trên phiên bản iOS 13 beta tiếp theo. Nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Chusmart. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.